Trên trang Lazada bây giờ đã về tới nhà, thì hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem thử sản phẩm cái con Flycam này như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho mọi người cùng xem nha. Ok, mọi người thấy không? Đây bao bì nè, bao bì vẫn còn nguyên nha, chỗ này nó hơi mốc chút. Mình không biết hàng không biết có chất lượng không. Lần đầu tiên mình đặt trên trang Lazada. Bây giờ mình sẽ khui hộp nha mọi người. Đây. Đó. Tiếp theo bên đây. Đó. Xong. Thì hàng của mình mua là cái con Flycam này nó có giá là 2,7 triệu là tổng luôn, tiền ship luôn nha mọi người. 2,7 triệu nè, hai mấy ngàn á. Đây mình hồi hộp quá mọi người ơi, biết hàng có ok không nữa. Mình rất là thích cái con Flycam này. Đây xin chào mọi người, đây em nó đã về không mọi người. Đây hàng mới khui ra nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Đây. Hàng của mình đây, cái này nó hơi mớp chút nha mọi người. Do vận chuyển thì nó cũng hơi mớp cái hộp chút. Đây mọt, cái hộp nó hơi mỏng. Đây, cũng hơi nặng nha, mọi người. Đây. Đây, cái hình bên ngoài này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ màu đen. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây. Ở đây có bông kẹo nè. Hàng là hàng còn zin nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo nha. Hồi hộp quá mọi người ơi. Đó. Nghe thấy chưa? Đây. Đây là cái gì đó? Ở sau có mấy cái này nữa. Mấy cái này đá không chắc. Cái gì? Đây. Đây. Hàng của mình đặt đây chưa. Để mọi người quá đã luôn. Đây có camera này nghe mọi người, đây là camera là có thể là xoay lên xoay xuống được nha. Đây thấy chưa, đây là cắm cặp, mình có thể ship lại và có thể kéo ra. Bây giờ mình để qua bên nha, coi bên trong còn gì nữa nha. Tiếp theo là đây là bộ điều khiển, đây nó cái gắn mút để bảo vệ nè, không đây cần điều khiển đó chưa. Thích cho mọi người quá đã. Này cái sao đây, này mình không biết kéo sao nữa, không biết kéo sao luôn. Kệ đi, chút tháo ra tiếp theo coi còn cái gì bên trong nữa không. Đây đây là cái cánh quạt, đây là cánh quạt dự phòng nha mọi người. Đây, đây này. Thì Flycam nào cũng vậy, Flycam nào nó cũng sẽ có cái cánh quạt dự phòng đây nè. Không
biết cho mấy cánh đây, như là 4 cánh. Đây. 2 cánh. Đây. 4 cánh, 4 cánh dự phòng. Đó. Để mình bay mà cánh mà nó có bị hư á, trục trặc gì á, mình thay. Đây là ốc nè, ốc và cây dặn đó nè. Cây chìa khóa. Đây, rồi mình bỏ qua một bên nha. Rồi để coi tiếp theo là cái gì đây. Đây là gì đây. Đây là sách hướng dẫn nha mọi người. Đây là sách hướng dẫn sử dụng Flycam. Đó. Mọi người cũng phải đọc qua nha, đọc qua tìm hiểu về đây. Đó. Có đầy đủ hết. Rồi, cái này mình để sau, nghiên cứu sau. Rồi tiếp theo đây, còn gì ở đây. Đây. Đây là gì đây? Đây là cái cục sạc nha mọi người. Đây cục sạc. Rồi, hết chưa? Thì tổng cộng là bao nhiêu đó. Rồi, xong. Thì khi mà mình nhận xét là cái con này thì nó cũng nặng á mọi người, bay chắc là kháng gió cũng tốt lắm á, bay đầm nè. Thì bây giờ mình sẽ sạc và mình sẽ làm một video để test về cái con Flycam này nó bay như thế nào, chất lượng nó như thế nào nha mọi người. Hiện tại giờ mình cũng chưa biết là nó bay như sao, bay như sao nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành sạc pin và mình sẽ test cho mọi người sau nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động thử cho các bạn xem nha. Thì trước tiên các bạn sẽ nhấn nút nguồn lên. Đây, nút nguồn lên. Đó, được chưa? Rồi đây là các bạn cũng mở nguồn cái tay cầm luôn nha. Đây, mở lên. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ kết nối giữa cái Flycam với cái cục điều khiển nha. Giờ đẩy lên nè, đẩy xuống. Đó. Bây giờ thì nó đã kết nối rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động nha. Khởi động các bạn kéo hai nút này nè, kéo về đây. Được chưa? Thì nó sẽ khởi động. Ôi, sao nó chưa khởi động nè. Rồi, giờ mình sẽ tắt mình làm lại nha. Đâu mình sẽ tắt, mình sẽ làm lại. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối nha. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động thử nha. À, các bạn phải nhớ tắt cái GPS nha. Cái nút mà GPS đó, khi mà bạn không tắt thì sẽ không khởi động được. Cái này là bay trong nhà thì mình tắt là bấm giữ nút này luôn. Được chưa? Nút này đây nó tắt nè, bóng đèn nó tắt nè, được chưa? Đây mở lên nè. Đó. Các bạn để ý nha. Tắt là cái này bạn mới khởi động được ở trong nhà. Được chưa? Bây giờ mình sẽ khởi động nha. Đó. Được chưa? Thấy không? Các bạn kéo hai nút này vô thì nó sẽ tắt nè. Nó sẽ tắt khẩn cấp nha. Đó. Được chưa? Rồi giờ mình sẽ khởi động lại nha. Có thêm một cái cách tắt nữa là mình kéo xuống. Mình kéo căn này xuống nè. Bây giờ mình sẽ khởi động lại. Được chưa? Đó. Gió rất là mạnh nha mọi người. Đó. Và tắt cách tắt thứ hai là bắt kéo xuống. Đó. Ăn giữ cái này. Đó. Ăn giữ thì nó sẽ tắt. Được chưa? Thì hôm nay mình chỉ mở hộp và test thử nó khởi động như thế nào thôi nha. Thì mình sẽ bay thử vào ngày mai để cho mọi người cùng xem nha. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha mọi người. Thank you mọi người nha.